tình hình Quy Bất Học sao rồi? Dạ bác sĩ, nó không nặng lắm, vài ngày nữa có thể xuất viện được. Mẹ nó, mấy chút nữa là tao tự giết mình rồi. Dạ, có một em tên Ngọc, xin vô gặp đại ca. Ngọc? Tao không có quen nhỏ nào tên Ngọc hết. Dạ, để em đuổi nó đi. À khoan, mà cho nó vô đi. Dạ. Dạ chào anh. Em là ai? Em là Ngọc, làm ở nhà hàng của chị Diễm trước đây á. À. Anh đã nghe về em quá nhiều rồi, nhưng mà hôm nay mới thấy mặt đó. Chà, giờ thì anh mới hiểu tại sao em có thể một tay mà quậy tánh bạch chỗ đó luôn. Đúng là mỹ nữ. Dạ, hôm nay em đến gặp anh là em có chuyện muốn thưa riêng với anh. Dạ, mời em ngồi. À, hình như anh nghe nói là con Diễm nó thịt em rồi mà. Dạ đúng, nhưng mà số em vẫn còn may mắn. Nếu anh đoán không lầm thì em vừa có cảm tình với thằng Quy mà lại cặp với Hải Lé để trả thù con Diễm, phải không? Phải. Nhưng mà từ giờ em sẽ trở thành tình nhân của anh. Cái gì? Tình nhân của anh? Em biết gu của anh mà. Dù em không hẳn là rau sinh thái, nhưng em bảo đảm với anh là em sẽ làm cho anh hài lòng. Cái này thì làm vậy thì cũng ái ngại với cậu Huy. Em biết nó là lính ruột của anh mà. Em với anh Huy đó bây giờ chẳng còn là gì của nhau nữa hết á. Anh ta cũng giống như Hải Lé thôi, đều bất lực trong việc giúp em trả thù mụ Diễm. Vậy là em tìm đến anh vì nghĩ chỉ có anh mới đủ sức giúp em thôi sao? Đúng như vậy. Nếu anh giúp em hoàn thành mục đích thì em sẽ sẵn sàng phục vụ anh suốt đời này luôn. Cái này để anh tính lại coi sao nghe. Mời em. Dạ em cảm ơn anh. Để anh. Anh không cần tính nữa, anh quyết định theo em luôn. Chuyên án đang bước vào giai đoạn quyết liệt nhất. Các đồng chí hãy nỗ lực hết mình để dứt điểm tổ chức tội phạm này. Tôi rất đau lòng khi thấy có không ít cán bộ của ta vì dân thì ít mà vì thân thì nhiều. Cái đó là không thể chấp nhận được. Do đó, bằng chiến công của ngày hôm nay, chúng ta phải lấy lại niềm tin của nhân dân dành cho lực lượng cảnh sát của chúng ta. Các đồng chí rõ chưa? Rõ. Ngày mai sẽ tiến hành di lý Đạt Khùng xuống một trại giam khác. Vì nghe thông tin hắn sẽ bị tay chân của Tính Cùi ám sát diệt khẩu. Nhân vật này rất quan trọng và cũng là nhân chứng cuối cùng để chống lại bọn tội phạm Tính Cùi.
hắn đã đồng ý đứng ra vạch mặt đồng bọn để lập công chuộc tội. Cho nên bằng mọi giá, chúng ta phải đảm bảo an toàn cho chuyến đi này. Đêm qua chắc em không làm anh thất vọng chứ? Em thật là tuyệt. Đã lâu lắm rồi anh mới có cảm giác ở thiên đàng như đêm hôm qua. Vậy thì chắc anh sẽ không quên những gì hứa với em, đúng không? Yên tâm đi, đại sự của anh sắp thành thì Thúy Di Thúy Diễm gì đó đối với anh đó cũng chỉ là đồ bỏ thôi. Nè, vậy anh sẽ tính làm cách nào để hạ nó đây? À, để từ từ anh tính. Dập liền thì hơi khó, vì ả mới lập công. Báo cho anh biết vụ hải lé buôn ma túy đá. Hải lé buôn ma túy? Đúng, nên anh cho nó lên đường rồi. Tốt nhất lúc này em không nên xuất hiện. Ok. Dạ. Cứ ở yên trong nhà đi, anh đi công chuyện đây. À, quên nữa. Dạ. Em có biết cái vụ con bé ở chung phòng của em, nó chơi ma túy quá liều, bị loạn thần nên tự sát chết được không? Anh nói con Mì đó hả? Phải. Trời ơi, tại sao có thể như vậy được? Em đã cảnh báo nó rất là nhiều lần rồi, đừng có dại dột mà sa vô cái bẫy thâm độc của con Ngũ Diễm đó. Tại sao nó không nghe chứ? Xem ra mối thù hận của em với Thúy Diễm càng ngày càng nặng đô đây. Anh đi nha. Dạ. Yeah. Anh đi nha. Sao anh lại vô đây được? Anh xuất thân nhập gia thì chuyện leo trèo đâu có khó đối với anh. Buông ra, buông ra. Anh tưởng con Diễm đã giết em rồi chứ, tại sao lại ở đây? Có người đã cứu em thoát chết, giờ em trở về đây để trả thù nó nè. Có phải là con Mi nó đã chết rồi không? Đúng, nó ngu thì nó chịu thôi. Tại sao anh có thể phán một câu tàn nhẫn gì vô tâm như vậy chứ? Dù sao con Mi nó cũng là người tình của anh mà. Thôi đi, bây giờ không bàn cãi chuyện này nữa. Anh hỏi em nè, tại sao em về đây không đi gặp anh mà lại gặp Tính Cùi? Em có biết tại thời điểm này anh và Tính Cùi là kẻ thù không đội trời chung không?
Anh thì làm được cái gì chứ? Bảo vệ em mà anh còn làm không xong, huống hồ gì tới cái chuyện mà trả thù con Diễm. Em khi dễ đến như vậy sao? Thậm chí chính con Diễm nó đã làm cho anh ra nông nổi như vậy, anh có dám hó hé gì đâu. Không phải là con Diễm, mà là tính của chơi anh. Vụ buôn bán ma túy đúng không? Đúng. Tính cùi mới nói cho em nghe, chính mụ Diễm đã báo cho hắn để lập công, chứ làm sao tính cùi mà biết để mà bắt anh. Em nói cái gì? Con Diễm nó dám đâm sau lưng anh hả? Ừ. Hàng này của ai đây? Phải, chính con Diễm. Tại sao anh ngu quá anh không biết gì? Vậy thì sao? Giờ anh biết rồi đó, anh chỉ biết đứng đây ôm đầu than thở thôi hả? Mẹ nó, anh phải đi xử con này mới được. Em đợi ở đây, anh về rước em. Mày dám nói tao với tính cùi là tao buôn bán ma túy hả? Không có, không có, em không nói đâu. Anh ơi, em thề, em không nói mà. Mày không nói thì ai nói? Chuyện này tao làm, chỉ có mày và Sửu Sủi biết thôi. Chẳng lẽ Sửu Sủi hiện hồn và nói hả? Anh muốn gì cũng được hết á, anh tha cho em đi. Anh muốn gì cũng được, anh muốn gì hả? Tao muốn giết mày, được không? Nhưng mà giết mày phải tự tay tao mới sướng. Anh Quyên, em còn sống. Em còn sống. Em còn sống. Anh Quyên, em xin lỗi anh. Anh sẽ không bao giờ để em đi nữa đâu. Không bao giờ.
Hãy quên em đi. Em không còn xứng đáng với anh nữa. Em nói cái gì vậy? Em đã phải trao thân cho tính cuội để trả thù Mộ Diễm. Alo, dạ con nghe rồi chú. Dạ, chú nói sao? Hải Lấy và Diễm đều chết hết rồi. Dạ, dạ con biết rồi. Anh nói là Hải Lấy đã giết Diễm chết rồi sao? Diễm đã chết rồi thì mối thù của em đã được thanh toán xong, nhưng vẫn còn một điều nữa. Những tổ chức của bọn chúng vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn thì sẽ còn rất nhiều người vô tội khác phải chết dưới tay của bọn ác nhân này. Em hiểu ý của anh rồi. Em cũng không muốn bất kỳ người con gái nào bị chà đạp nhân phẩm giống như em dưới tay của bọn chúng. Anh muốn em làm điều gì? Sao quyền của ông lão là một căn cứ bí mật? Chỉ có tính cuội mới có thể thường xuyên lưu tới đó. Anh muốn nhờ em bằng mọi cách. Em phải làm sao để tính cuội tin tưởng đưa em đi theo. Anh sẽ cài một thiết bị định vị để có thể lần ra hang ổ của chúng. Nếu muốn vậy thì phải cần thêm một thời gian nữa để em chiếm được lòng tin của tụi nó. Không cần. Anh có một cách rất hiệu quả. Nếu vậy thì phải phục kích chuyến xe này. Một thì giải thoát cho Đặc Hùng. Hai là giết luôn nó. Tốt nhất là giết hắn đi. Phong quả vậy sao? Con đã chuẩn bị mọi thứ xong hết chưa? Dạ rồi. Sợi dây chuyền con đã giao cho Ngọc rồi. Kế hoạch khá liều lĩnh. Ngọc có thể gặp nguy hiểm nếu như chúng kịp trở tay. Chỉ còn cách này mới có thể tóm được bọn chúng. Ngọc cũng hiểu chuyện nên tình nguyện giúp mình mà chú. Đây là nước cờ quyết định. Ai đi sai sẽ phải trả giá đắt. Con đã chiếu tướng thì tất nhiên phải thắng. Nếu sáng mai chúng ta không cứu hoặc giết được Đặc Hùng thì coi như tự sát. Vì cơ hội chỉ có một. Có nắm được lực lượng hộ tống của cảnh sát không? Em không rõ lắm. Nhưng muốn cho chắc ăn thì cần phải huy động cả lực lượng của anh và của em cùng nhau kết hợp. Được, xử hắn luôn đi. Cứu làm gì cho mệt.
Dạ. À, cậu Huy đã khá hơn chưa? Nghe nói sắp ra viện rồi. Xong vụ này là cậu chết với tôi đó. Sao giờ này chưa có điện thoại kìa? Có chuyện gì mà em thấy anh thấp thỏm lo lắng quá vậy? Bữa nay á, tụi anh xuất quân đi cứu Đạt Khùng. Tá Lê Văn Vũ, đây là lệnh bắt khẩn cấp, mời anh theo chúng tôi. Dạ, em nghe nè anh. Dạ. Cái gì? Anh nói bị cảnh sát phục kích bắt gần hết, chỉ trốn được mấy thằng thôi à? Chẳng lẽ mình bị gài bẫy? Sao? Hả? Nội gián? Ai là nội gián? À, dạ, em biết rồi. Dạ, để em điện cho Tư liền. Rồi em qua nhà anh nghe. Dạ. Có chuyện gì vậy anh? Alo. Anh Tư à, cái chuyện của Đạt Khùng á, chỉ là cái bẫy của Tấn Trực thôi. Anh Tư à, anh Tư điện cho anh Ba liền để cứu tụi em đi anh Tư. Thì ông đang nói chuyện với anh Ba đây. Sao? Ý anh là bấy lâu nay anh dựng chuyện anh Ba để bọn tiền tụi này à? Alo. Không ngờ kết cục là như vậy. Các đồng chí làm nhiệm vụ. Đó. Em muốn đi gặp sếp anh không? Gặp ông lão á hả? Nhưng mà gặp ổng để làm gì? Thì chỉ để đau mắt không à. Đi. Ờ.
người. Ủa, ông lão đâu? Tại sao cha già mắc dịch này ở đây hả? Thằng ngu, mày cũng không nhìn ra tao nữa. Nhưng mà lần trước mày chọt chẹt gì với con nhỏ này, để rồi cả đám tụi nó phải lọt vô ổ phục kích. Em đâu có nói gì đâu. Ủa, mà sao anh biết nó ở với em? Tôi nói. Ủa Quy, mày xuất hiện hồi nào, sao không thông báo cho anh biết vậy hả? Anh hai, anh đâu có biết cô Ngọc đây là đặc tình công an cài vô hả? Cái gì? Đặc tình công an? Nhưng mà lúc trước đó là bồ của mày mà. Phải, là bồ tôi. Nhưng tôi nghi ngờ đó là nội gián, cho nên đã bỏ rồi. Tôi không ngờ chỉ vì cái tật mê gái của anh mà lại bị nó gài bẫy. Đây, mọi người thấy gì chưa? Ủa, sao em không phát hiện ra? Đây chỉ là đồ giả thôi, tôi cài vô để bắt quả tang đó mà. Chuyện này là sao? Xin lỗi em, tôi là điệp viên khai mang. Khốn nạn! Anh dám gạt luôn cả tướng Trật hả? Bình tĩnh đi con gái, tướng Trực chỉ có thể gắn sao cho Huy thôi. Còn ta, ta nhét tiền vô túi hắn. Còn mày, mày thấy cái tật dạy gái của mày chưa? Có bao nhiêu thằng đi hết, bây giờ chỉ còn có mấy mạng thôi. Công an mà có đánh vô thì chỉ có chết thôi. Đồ ngu! Em nói với anh rồi, là thằng nổi gián mà anh không nghe. Cuối cùng lại là mày. Không tin nổi mà. Tao phải giết mày. Huy, tao là anh này mà, mày làm gì vậy? Tao biết. Huy, mày khùng hả? Đại ca, cảnh sát kéo đến một sư đoàn, bên mình có mấy người sao chống nổi. Huy, mày phản tao phải không? Ông đã bị bắt. Đừng nói dùng tao. Anh Huy, anh Huy, cứu em. Ông lão, đứng yên. Ông bị bao dây rồi, thả bà Ngọc ra. Quỳ, mày là thằng khốn nạn, mày phản tao hả? Ông lừa người khác được thì cũng có ngày người khác lừa ông được. Giá cờ kết thúc rồi, đầu hàng đi. Mày chỉ súng về tao, không có nghĩa là tao thua giá này. Ông bỏ súng xuống, bỏ gậy súng xuống, tao bắn nát đầu con này bây giờ. Bỏ súng xuống. Đá súng qua đây. Mày cứ đó đi. Đứng lại, các đồng chí cầm lại, giải đi. Dạ. Quy, ta cầm tao, kêu làm mất. Ông lão, Quý, đi vào.
Mày bỏ xuống xuống, tụi bắt nát đầu tới bây giờ nè. Bỏ xuống xuống, giơ tay lên, mau lên. Anh Quy, anh Quy, cái mỏng lại, bắt nát đầu bây giờ. Để cho hai đứa mày. Nhóc, nhóc. Bác Ngọc, bác Ngọc, anh Quỳ, bác Ngọc, anh Huy, tại sao chúng bị lộ vị trí rồi mọi người biết vậy? Anh cứ làm em tưởng anh là hai mang thiệt. Chỉ có cách đó mới đánh ướp được một chút. Anh xin lỗi em. Hồi nãy em cũng đến anh mạnh lắm. Anh có đau không? Không biết có đau hay không, mà bây giờ mất cảm giác hết rồi. Con rất dũng cảm, chú cảm ơn con nhiều lắm. Dạ không sao đâu chú, chỉ cần bọn chúng không làm hại những người vô tội thì con có chết cũng không sao hết. Quy. Dạ. Ngọc không sao đâu, chỉ bị thương phần mềm thôi. Còn ông lão đâu? Ông lão bị bắt ở phía sau kìa chú, đang tới đó. Cuối cùng rồi cái ngày này cũng tới. Đúng, cuối cùng rồi cái ngày chết tiệt này cũng tới. Ông là bây giờ ông mới nhận ra tôi sao? Ông thiếu tướng gì? Anh giải thích sao về cái nhẫn này? Cái nhẫn này đúng là của gã em út của đại năng Si, là thật, không phải đồ dởm đâu. Vậy hắn đang ở đâu? Hắn đang ở dưới mộ đó. Sau khi bị ông bắt, tôi chỉ ở tù vài ba năm rồi tôi ra. Đang lang thang, tôi tình cờ quen được em út của anh Đại Năng Si. Sau khi tôi nắm được thần thế của thứ dữ và bí ẩn của chiếc nhẫn này, tôi đã đầu độc hắn chết để tôi đoạt chiếc nhẫn này rồi lên mạo danh vươn lên làm trùm. Như ông đã biết đó, nếu như không có ngày hôm nay thì có lẽ tôi đã đem bí mật này xuống dưới đáy quyệt rồi. Nếu ông coi đó là bí mật của cả cuộc đời thì tại sao ông lại tự nguyện khai ra sớm như vậy? Với một đối thủ tài trí như ông,
thì không có gì là không đáng hết. Tôi chỉ tiếc một điều là cuộc chơi của chúng ta đã kết thúc quá sớm. Không, quá muộn đó chứ. Giải ông ta đi. Dạ. Cậu Quy, tôi đã thua cậu nước cờ định mệnh này, nhưng mà cái giá phải trả còn hơn một ván cờ. Xong rồi đó em, cảm ơn anh. Hắn không những lừa được giới giang hồ mà còn lừa được chúng ta nữa. Hắn là ai không quan trọng, vấn đề là bây giờ hắn sẽ phải trả giá cho những tội ác mà hắn đã gây ra. Rồi, đồ ăn tới rồi. Wow, đây đây đây. Anh em mọi người làm món này cho ăn nha. Quá ngon quá. Qua nhà mình ăn nha. Thôi, ngon quá. Dạ. Bây giờ mọi người ăn đi ha. Ăn đi con. Tía. Tía sao vậy? Bữa nay là ngày hạnh phúc nhất đời tía. Mà chỉ thiếu con ma bay. Mà không sao. Tao nói chuyện với bà rồi. Bà cũng đồng ý là mần đám cưới tập thể là một lượt là ba cặp. Ủa sao ba cặp vậy tía? Coi, nhỏ này hỏi ngộ không à. Bay là một cặp đây không? À, có ba Ngọc với Huy là một cặp nữa nè. Rồi bay không kể tới cái cặp này ha. Còn chưa nghĩa nữa. Dạ. Thôi bây giờ đây nè nè. Mình dạ, vô đi. Dạ. Rồi, hai ba. Nè. Vô. Dạ mời anh Năm. Cầm đũa lên anh Hào. Dạ, mời, mời cả nhà. Dạ, cảm ơn cả nhà. Đi ăn đi. Tía, tía và mọi người có muốn nghe anh Huy kể chuyện bắt ông lão không? Đúng rồi, kể đi. Dạ thôi, chắc để sau bữa ăn đi. Mọi người đang ăn vui mà em. Thôi, kể đi Huy. Đang hứng mà, kể nghe đi anh ba. Hả? Ủa, em kêu anh hả? Mai mốt á, anh lên trước anh hai rồi, nhường chức anh ba lại cho anh Huy đi. Vậy là anh ba thượng quý ha. Dạ anh hai, vào mình vô đi. Vô. Chào cả nhà. Ý có khách. Dạ chào chú. Thiếu tướng rôm rã như vậy á, thiếu tướng mà không có tôi làm sao đủ tụ được ta. Coi ta nuôi cả nhà trong ông từ sớm tới giờ, tưởng đâu là không xuống hết chứ. Ngày vui hôm nay á, làm sao dán mặt tôi được chứ. Có phải không mấy đứa? Đúng rồi. Dạ, dạ, đúng rồi. Con mời chú. Tôi có cái này cho anh. Ừ rồi, đây là con. Dạ mời chú lấy qua đây ngồi. Lấy ghế cho chú trực cơ bay. Anh đưa cho chú nè. Dạ chú. À quên, chạy xuống dạ. Lấy cái chung rượu lên. Dạ. Đi dạ, con. Dạ chú. Cả nhà mình cùng ngồi đi. Dạ. Nè. Lẹ lên Ngọc. Dạ con lên liền. Đây. Đây. Dạ, con mời chú. Thôi bây giờ cả nhà nâng ly nè. Vô.